Chào người lính trẻ. Dạ, chào chú. Thế lên đây cảm thấy thế nào? Nhìn đâu cũng thấy núi với rừng, bình yên dã man. Chẳng thấy cảm giác sai sao tí nào. Chú có nghe anh Trung nói cháu định gắn bó lâu dài? Dạ. Phải xác định kỹ càng lên nhá. Dạ vâng ạ. Mà chú ơi, chú công tác ở đây lâu chưa? Mới 30 năm chứ mấy. Thế là chú có cảm có đầy ý nghĩa rồi. Gần một đời người cơ mà. Cái đó nó còn tùy thuộc vào người ta định nghĩa ý nghĩa cuộc đời này như thế nào. Cháu thì cháu nghĩ là ý nghĩa là cho về sau này người ta không phải hối tiếc điều gì. Mà không hiểu vì sao cháu vừa gặp chú, cháu đã thấy quý chú rồi. Thế à? Vâng. Lý do? À thì cháu thấy chú giống bố cháu, chú giống anh Trung. Để mà người ta có thể gắn bó với một mảnh đất, một công việc lâu như vậy, cháu nghĩ là không chỉ có lý tưởng mà còn phải có tình yêu nữa, đúng không chú? Nhưng với cái tình yêu đó, với cái lý tưởng đó của ta, thì đôi khi làm cho những người thân của ta, rồi những người trong gia đình ta sẽ chịu thiệt thòi. Vợ chú còn bảo ấy, có khi chúng ta hạnh phúc là vì không đủ thời gian để ở bên nhau mà cãi nhau. Cháu ơi, cháu chỉ lo là sau này cháu đi lâu quá không hái cặp bóng chân cho bà cháu thôi. Chứ còn gì nữa, nhà có hai anh em đi hết thì lấy ai mà cắt móng chân cho bà. Còn cô cháu nữa. Trước đây cháu ở nhà đợi đấy mà cô cháu đến lượt. Nhưng mà bây giờ anh Trung anh đi rồi, cháu cũng đi rồi, thì còn ai vào đây nữa. Thoạt nhìn ấy, anh Trung với cháu không ai nghĩ là anh em cả. Vâng, đúng đấy ạ. Ai cũng bảo như chú, anh Trung á, anh ấy mà làm cái gì anh ấy toàn tự quyết rồi, anh chẳng cần phải giải thích mà cũng chả thèm để ý đến cảm xúc của ai luôn. Nhưng mà dần dần rồi mọi người lại tin tưởng yêu thương hơn, đúng không? Vâng. Ngày trước chỉ trừ khi mà anh bắt được cháu thôi, chứ hễ chạm mặt là cháu tìm cách cháu lẩn luôn. Nhưng mà nói gì nói, anh ấy làm như thế cũng chỉ là muốn tốt cho cháu thôi chú ạ.